đã được sự tin tưởng của phía khách hàng để đáp lại cái tấm thịnh tình của tất cả phía khách hàng, thì công ty đã quyết định là tung ra một dòng sản phẩm mới sẽ được phát hành bắt đầu từ năm 2023. Thì cái sản phẩm này được nâng cấp lên từ mẫu bàn trước đó là mẫu bàn KF1 Victory, với cái tiêu chí luôn phải làm mới bản thân, luôn phải chăm chút từng chút một cho cái sản phẩm của mình, cả mẫu mã, hình thức cho đến chất lượng. Tôi tin rằng là với cái sản phẩm mới này thì chắc chắn rằng là sẽ đáp ứng được mọi cái tiêu chí của khách hàng, từ những người có tính nhất. Cho tôi thay mặt tất cả các nhà phân phối, các đại lý, các người đại diện tại tất cả các vùng miền trên tổ quốc gửi một lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến công ty đã tin tưởng, đã luôn tạo điều kiện để cho cái sản phẩm của chúng ta càng ngày tốt lên. Tôi xin gửi lời chúc toàn vị khán giả ở đây cho năm mới an khang thịnh vượng, chúc cho cái nhãn hàng của chúng ta sang năm mới ngày càng vươn xa. Xin cảm ơn.